Vào một buổi trưa tại Tân Tập Long An thì đây là cái đường nhựa mà nó đã chảy nhựa ra luôn cô chú. Giờ này thì khoảng 1 giờ mấy 2 giờ thôi. Nhưng mà nhựa nó đã chảy như thế này. Canh cứ bữa nào tôi cũng 1 2 giờ, 12 giờ tôi canh, nhưng mà canh từng hôm nay không có một giọt miếng nữa, sao hôm nay có. Hôm nay có đó mà đâu ai biết, đâu Hôm ai có hết. rồi mà bây giờ có không? Bây giờ không có. Tới sáng 5 giờ hết rồi. Mà có không phải chảy giọt đâu nghe. Có Dạ. chảy tí 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 vậy nè, ngồi phải hứng bằng cái thau ấy, ở dưới đây nè. Với Dạ. cái vòi thấp kia kìa mới có. Dạ. Rồi hứng cái thau rồi múc đổ vô, chứ không phải là được hứng vô đây. Đây là một cái chuồng nuôi 3 chú gà với 2 chú vịt và cái hồ hầu như không còn giọt nước, thì luôn luôn sợ là nó sẽ chết vì không có nước cho nó uống nha. Nước thì rất là dơ luôn. Ồ, ở đây có ghi cái dòng chữ nè: hồ ưu tiên công nhân, chân thành cảm ơn. À, anh trai, hình như em đoán là cái hồ, những cái hồ này dành cho những người công nhân mình đi làm về trễ mình lấy đúng không Đúng anh? rồi, đúng rồi. Bây giờ cái ao này là chỉ còn một cái dũng này duy nhất, là cái chỗ chú là bắt cá là còn duy nhất đúng không chú? Còn nhiều lắm, nhiều chỗ cũng không hết. Dạ, nhưng mà ý là trong cái ao này á là nó chỉ gom lại một cái chỗ này thôi à. Đứa con Đồng Tháp xin mến chào buổi trưa cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Tâm cũng đã trở lại với Long An. Ở đây là ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An. Đây là một cái con đường vào buổi trưa thì nhiệt độ cao của chú, mà nắng nóng có thể Tâm thấy là nó chảy nhựa ra luôn. Phải nói cực kỳ khủng khiếp luôn trong thời điểm này. Bữa nay là ngày 28 tháng 4 và bữa nay là bà con người ta về, người ta nghỉ lễ rất là nhiều luôn ha. Thì bữa nay Tâm sẽ tới đây để cùng ghi một số hình ảnh tình hình hạn hán kéo dài cũng như là thiếu nước của bà con ở vùng Long An, Tân Tập này cho cô chú anh chị gần xa mình cũng biết. Đây là cái đường ở phía sau lưng của Tâm nè. Có một khúc mà nó ướt, mình nghĩ là nước không à, mà ai về không phải. Đó là nhựa nó chảy ra. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo Tâm để cùng tìm hiểu xem đường nhựa cũng như là bà con ở đây thiếu nước, rồi nuôi gà, nuôi vịt, nuôi trâu gì đó, nó khó khăn như thế nào ha. Chàng ơi, trước mặt của cô chú anh chị là một cái con đường nhựa nè, mà nó nắng nóng đến nỗi mà nó chảy nhựa ra luôn. Mới đầu thì Tâm nhìn nó là Tâm tưởng đâu là cái này là nước không cô chú, nhưng mà cái này là nhựa nó chảy luôn á, không phải là nước nha. Bây giờ để mình lấy một cái cây đó, cô chú thấy là nhựa nha, nhựa chảy ra luôn. Chảy nhựa luôn. Ồ, nhìn nó ướt nhẹp giống như là nước vậy đó, nhưng mà không phải, cái này là nhựa nè, nhựa đường nó chảy ra cỡ đó luôn cô chú. Và một khúc khúc này là cái hướng vô trong Tân Tập á, của Tân Hòa, Tân Tập, Tân Đại, Tân Tập trống luôn. Đây nè, quá trời luôn, dính cái này là dính nhựa nó chảy ra dữ lắm phải không anh? Đúng rồi, nhựa đường dính quý à. Ồ, kìa kìa, dính cái vỏ anh luôn kìa. Dính luôn nè, quý cô chú anh chị. Trời ơi. Đây, ô cái này em nghĩ nó tầm tầm cỡ gần gần 40 độ sao chứ anh ha. Đúng rồi, Nó mới đạt cái sức 40 độ, 40 độ luôn á. Nó đạt cái sức nóng nó nổi mà dính chân luôn. mới đầu á là em tưởng là nước không à. Thì đó, mình cứ tưởng là nước. Mà bây giờ là để cho cô chú thấy lần lần nữa nè.
đó, dính dẻo luôn đó. Đó, đó, ui vô già, đó, sức nóng giữa đường nha, kinh kinh hùng luôn á, trời ơi, quá khủng khiếp, ô dính dép luôn rồi nè, dép luôn á, quá trời quá đất luôn. Một cái đường á dài tút tút trong đó luôn, quá trời. Còn bên đó thì cái hồ á là hầu như là nứt nẻ luôn, không còn một giọt nước nào bên đó luôn, đúng không anh? Nghĩ cái tình hình này nó quá ghê gớm đúng không anh Khánh? Nắng này giữa đường mà đã chảy đến mức này thì con cá, con gà, gà con, thì nước đâu mà sống như con bò đồ mà bò tình rồi. Trạng này mà nó thiếu nước uống nó dài lắm, phía bên đây luôn nè cô chú. Thật sự là mình không nghĩ là nó chảy nhựa tới mức độ luôn á. Mới đầu á thì mình thấy ướt từ cái khúc đó thôi, thì mình nghĩ là cái này là nước người ta chở nước vô đây á, rồi nó ướt cái đường. Nhưng mà thật sự là cái đường nó chảy nhựa ra, quá ghê gớm. Còn đi qua phía bên đây á thì cái ao nè, cái ao của người ta mà nó khô ô dạ, nó nứt mà cái dấu nứt nó rất là bự luôn á anh. Quá khủng khiếp đúng không anh? Ôi ôi. Giờ đi vô dưới dì hai coi mấy gà của ông bác nè. Thời điểm hiện tại thì thiếu nước. Mấy bữa gà có nước đủ xài không vậy? Dạ. Dạ. Con gà chết á dì hai? Con gà nó chết mẹ hết con rồi. Vậy à? À thiếu nước á dì hai? Tàn ơi. Ông bác đen cui luôn. Ủa vậy vậy là nước này là nước nước người ta cho ổng cho uống đâu dạ. Làm cho nó sạch sẽ ra đổ hoài. À. Một ngày đi, mà ngày sáng mai ổng mới thay. Chứ nếu như thay hoài đâu có nước đâu. Thay hoài không có nước. Nước này là cực cực kỳ là hiếm thời điểm hiện tại luôn. Sáng ổng thay ổng đổ rồi tới chiều tới sáng mai mới thay đổ. Đó đổ là một ngày một đêm đó. Hơn chứ hơn không có. Là ông bác còn hai con vịt dưới mấy con gà đó hả gì? Dạ, tàn ơi, nhìn thấy thương không? Nhìn thấy hai con vịt thương mà thiếu nước à. Cậu kia kìa. Dạ. Cậu vô cũng nói chả thấy hai con vịt muốn khóc. Cậu nghiệp thương nó. Dạ. Nó vậy đó, có ba con gà vậy đó. Dạ. Nó cũng nhìn mình vậy kìa. Bây giờ cho con hỏi một tí nè. Khu vực của mình là nước á, bà con á, là bây giờ đã có trong ống rồi phải không? Là mình hứng đủ xài rồi ha. Chưa ai biết hết, chưa ai hay hết. Tại tôi nhà tôi không có làm được. Thành ra tôi canh cứ bữa nào tôi cũng 1-2 giờ, 12 giờ tôi canh. Nhưng mà canh từng hôm nay không có một giọt miếng nữa. Sao hôm nay có. Hôm nay có đó mà đâu ai biết. Đâu hôm ai có hết. Rồi, bây giờ có không? Bây giờ không có. Tới sáng 5 giờ hết rồi. Mà có không phải chảy giọt đâu nghe. Dạ. Có chảy tí vậy nè. Ngồi phải hứng bằng cái thao ấy, ở dưới đây nè. Dạ. Cái vòi thấp kia kìa mới có. Dạ. Rồi hứng cái thao rồi múc đổ vô. Chứ không phải là được hứng vô đây đâu nghe. Vậy mà vậy con cứ tưởng mà. Đâu là có đều hết đâu chứ. Đâu có. Đâu có. Vậy trời là ơi, không có đâu. Chưa đâu. Vậy là cái này là hên giấc tối gì hay canh xuôi, đúng không? Canh. Rồi thì nhưng mà nước nó dĩ phải đợi để cái thao sát dưới đất. Dạ. Múc đổ vô. Chứ đâu phải được hứng cho lên bồn vậy đâu. Chưa có. Nhưng mà ý như là ban đêm ngủ không được. Ơi, cái canh cái hứng cái tình cờ cái đồ mình có luôn. Vậy chứ ở đây hả, nói vậy chứ trời ủy ban nó cũng cực dữ lắm. Nó cũng lâu lâu với
nó có cái nó chạy xuống cho một can hai can kiểu như cũng quan tâm tới người dân quan mình. Tâm chứ dạ. Chạy thấy bà nó luôn mấy dạ. Đứa nhỏ gái tội nghiệp thấy mẹ luôn dạ. Nó đi chạy với cà bơ cà bắc luôn, đứa nào đến đây đang xịn nó hôi quá con mệt quá dạ. Con mệt thôi ai là hứng được bao nhiêu lít nước? Hứng chắc được mười mấy đôi à, mười mấy đôi khoảng mười mấy đôi mà hứng từ hồi năm. Hả? Một đôi cỡ nhiêu? Một đôi là 40 lít. Dạ. Một đôi là 40 lít. Đó vậy đó mà hứng hứng hồi là hồi 12 giờ mà giết tới 5 giờ sáng. Wow. Ngồi canh nút vậy đậu. Là thừa cơ hội cái làm cái một tới chừng nào cho hết nước thôi. Mà tại vì tôi không có làm được như người ta, tôi không có con cháu gì hết, tôi không có xe chở rồi tôi không có giác nổi, thành ra tôi canh vậy đó. Hay quá. Dạ. Nhưng mà quan trọng mình có đồ mình hứng hết nước không? Hứng bằng cái thao. Nhà nước cho tôi cái bồn ba lớn vậy đó. Dạ. Mà từ hôm nay á là khô queo hà, tôi không có hứng được, tôi không có chở như người ta được, tôi không có đổ vô hồ được, nó khô queo nó đâu có miếng nước nào. Dạ. Tôi không hứng được nửa hồ rồi. Tối nay tôi canh hứng nửa hồ nữa là đầy đó. Vậy là nửa hồ mình xài được bao nhiêu ngày vậy? Trời đất ơi, tại vì nhà tôi có mình tôi mà. Tôi canh đựng tới mấy bữa nữa đám giỗ của ông già tôi. Dạ. Tôi dán canh vậy chứ tôi ra ngoài đó tôi làm không có được. Mình yếu quá mình làm không lại. Bang cho tôi hai cái can. Hai cái bang cái thùng vậy đó. Dạ. Cái tôi ra tôi hứng vô tôi ngồi tôi ôm hai cái thùng đó là người ta làm hết giáo xe rồi. Ôm đựng người ta làm hết rồi lát có quẩn xe con cháu gì chồm sớm mượn chở giùm. Là xe nước người ta làm hết rồi tôi đâu có. Vậy thôi. Dạ. Yeah. Tôi cầm vậy tôi làm. Hay quá. Không có sao. Tình cờ mà mình có được cũng đỡ. Trời đất ơi. Chứ lỡ canh mà không có buồn. Hôm đó nay tháng mấy giờ có đâu. Vậy em quá. Tháng mấy không có đâu. Dạ. Mà này hôm này hên có. Có giờ 20 tôi điện lên chảnh tôi nói tụi nó tạo hứng được chục lưu nước rồi đó. khoe hả vậy. Quá êm luôn. Chục lưu nước rồi đó, tụi bay khỏi lo. Dạ. Vậy đó chứ cũng tội nghiệp lắm. Đã cây có hai cái cậu kia kìa ở Tuốt với Gò Đen á, mà bữa nay 4-5 bữa rồi mà chở xuống cho tôi, tại ủy ban nó chỉ á, chỉ nhà nào khổ rồi đó, cái chở xuống cho tôi 8 can, một xe 4 can, hai xe 8 can, 8 giờ mấy giờ chạy vô bóp kèn, mở vôi đèn vô nhà tôi sáng quắc, chạy ra thấy trời đất ơi, hai xe tội nghiệp quá, cái thương quá, con làm công ty. Tối con chở mặn hổm có cái chị ở ủy ban á dẫn con xuống đây nè, con biết nhà cô vậy nè, cho con tranh thủ chở xuống cho cô. Thấy thương con không? Ơi, con ơi con đừng chở nữa, nhiêu đây được rồi, con đừng chở nữa nghe con, ấy, không có cô xài đi. Lúc 23-24 gì tay 23-24 âm lịch gì đó là con canh cô xài hết 8 cái này con chở xuống cho cô. Nói thôi con ơi mốt trời mưa rồi đừng chở nữa, cô hạ tiện đi chạy dần dần. Cô xài dần dần tới trời mưa luôn con chở nữa, tội nghiệp lắm. Trời ơi. Nhưng mà nói vậy mà không biết có chở không, tội nghiệp lắm. Mấy người đó là có phước dữ dằn luôn á. Thương lắm. Dạ. Sáng ngày bằng ngày con mắc làm công ty. Dạ. Con về chiều á con tranh thủ á, con chở xuống tới cô vậy nè, là 8 giờ mấy tối luôn á mấy cậu. Dạ. Thương lắm. Thôi vậy thôi mong ơn, mà tại vì mấy đứa ủy ban á nó biết á, cái nó dẫn xuống. Dạ. Dẫn xuống một lần là người ta biết cái chỗ đó vậy rồi là người ta tự lực chạy vô. Dạ. Không có ghé ủy ban nữa. Dạ. Thôi vậy được rồi, qua cơn rồi, sắp qua cơn rồi. Sắp qua cơn rồi. Sắp qua cơn rồi. Cái này theo cô nghĩ mà có một đám mưa là chắc là dữ dằn lắm hả cô? Thôi đừng có nói tới, mê lắm hứng. Phải nói là nó bùng nổ cái khu này luôn, không còn gì nữa. Mà nói chung là ở đâu cũng vậy. Dạ. Nhưng mà giờ thương là thương mấy người là ở trong đầm á. Dạ. Ở trong đầm á người ta nghe xe nước là người ta chạy ra là mấy người gần người ta đã nhận hết rồi. Dạ. Có khi sách được vài can, có khi sách không được vài can, và bây giờ người ta còn phải kêu xe đổi đó. Dạ. Còn đổi luôn ạ. Chứ sao, ở trong đầm rồi người ta chạy ra không kịp, buộc người ta phải đổi thôi. Đó là những người vùng sâu vùng xa. Vùng sâu vùng xa thuốc ở trong á. Bắt buộc phải bỏ tiền. Mà bây giờ xe thì cái kiểu như chở xe Honda này chở vô thì chở đâu có nổi. Dạ. Như mấy em chở đi cho như nhà gần gần về được, tuốt buộc đầm sao nó chở nổi. Rồi là xe lớn thì vô trong đồng đâu vô không được. Rồi buộc dân người ta phải cũng còn thiếu. Cũng phải bỏ tiền mua. Phải bỏ tiền mua mấy người trong đồng đó, trong đồng đó. Thời điểm này là cô biết là một khối nước là bao nhiêu tiền nếu mà trong xa không có. Trời đất ơi, hai cái bồn đó là cái bồn mà 50 khối, hai bồn là 100 khối phải không? Bồn 50 khối. 50 khối là đâu ta?
bồn mà bồn đó không? Cái bồn đó có 3 khối à? Cái hai bồn này đó là 500 ngàn đó. Hai bồn đó có 6 khối à? Hai cái hồ đó đó. Dạ. Ừ, hai cái hồ đó đó. Hai hồ đó có 6 khối, 6 khối nước. Dạ. Vậy đó. Tại vì trên chiếc xe người ta có chở hai cái bồn xanh thứ này nè mà xanh bự đó. Dạ. Một cái bồn vậy đó là bơm vô cái hồ này là hai bồn đó là 500 ngàn. Dạ. Hôm hổm có 400. Này lên giá. Ồ. Này lên giá nữa. Khổ cho bà con. Tại vì biết không phải lên giá nhưng mà hồi hổm bơm đây. Dạ. Tăng 400. Này kéo tuốt mượn kia. Kéo tính tiền xa hơn. Kéo dây dài. Kéo dây dài cực hơn. Dạ. 500. Đúng rồi. Chứ không phải lên giá đâu. Cái đó là cũng đúng. Đó vậy đó, người ta làm vậy là cũng hợp dạ. tình hợp lý phải không? Dạ. Chứ kéo trời mệt lắm, kéo ống mệt lắm. Kéo ống xa mệt lắm. Đó vậy đó, chứ không phải là lên giá mà dạ. nó chạy sâu vô trong kia. Người ta phải ăn lên là 500. Dạ. Theo con thấy thì cái bồn đó có bồn 2 khối gử, có bồn 3 khối. Thiếu mà tính ra 500 ngàn thì tính ra khối cũng có 100 ngàn à. Cái này. Dạ. Cái này là 50 đôi đó. Dạ. 50 đôi đó, 2 khối. Không. Hai khối. Ờ, hai khối 50 đôi. Dạ. 100 đôi là hẳn 400 ngàn là đây nè. Dạ. Hẳn tôi kéo vô cho ông này là một bồn đó là 200 ngàn đó. Dạ. Ừ. Rồi cái cũng sợ hai dịch không chết buồn tội nghiệp. Bởi vậy tôi lần nào trời đất ơi quay phim đưa tôi lên trên gì? Trên trên trình hình này tôi mới có chết mẹ luôn. YouTube. Rồi hổng xuống thì tội nghiệp mấy cậu vô rồi ra. Dạ. Rồi ổng không biết nữa chân đó ổng ngồi vậy đó. Ổng biết đâu nghe đâu nói. Cũng nhờ có cô vô rồi. Chứ không thôi là con tôi đâu nói qua chuyện. Qua đây tôi nói vậy có nhiều khi hổm hổm tôi không có miếng nước luôn á. Dạ. Tôi không có miếng nước luôn mà tôi qua đây tôi nói bơm cho ổng bồn vậy nè mà tôi không có miếng nước nào đâu. Đi bơm đây mệt mẹ rồi đi về rồi bơm người chút thôi kéo vô kia xa tôi bỏ. Dạ rồi, con cảm ơn dì Hai rất là nhiều. Dạ, ha. Cảm ơn mấy cậu. Dạ, con chúc dì Hai tối nay sẽ hứng được nửa hồ nước nữa nha. Tối nay nếu có nước mà tôi nửa hồ nữa. Dạ. Đầy cái bồn đó đó. Dạ. À, tôi không có đi ra, không có ra giành giật ai nổi hết trơn á. Dạ rồi, con cảm ơn dì Hai. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với lại hai con vịt, ba con gà của bác Hai. Đây nè. Cô chú thấy là ba chú gà nhìn rất là dễ thương luôn ha. Đó. Mập mạp nè. Con vịt đó, cũng mập mạp luôn. Vịt cũng mập mạp luôn. Nhưng mà có điều á, nước á thì rất là hiếm hoi. Nước này nó dơ rồi, nhưng mà thời điểm này thì chú không có thay nước được tại do phải cực kỳ là mình tận dụng luôn. Trong đây cũng vậy nữa nè. Đó, có ba chú gà thôi. Nhưng mà sợ là bác Hai luôn luôn sợ nó sẽ không có nước uống rồi nó sẽ chết. Rồi bán thì người ta mua thì cái giá nó cũng rẻ nữa. Bán thì uổng. Phải nói là cực kỳ là khổ sở luôn. Ở đây là xung quanh nè, cái nơi cái khu mà nuôi gà nuôi vịt của bác Hai. Đây chỉ là cái nơi hủ hỉ của bác thôi. Hồi trước là ở dưới cái này là một cái hồ có nước thì những chú vịt xuống đó thì tắm rửa rồi lội, còn bây giờ thì nó đã khô khan trơ đáy luôn, nứt nẻ luôn. Cô chú thấy thì đây là một cái hồ ha, thậm chí còn có những cái gào, những cái cây cặm, gọi là cái đó là cái trà để người ta để cho cá nó ở trú ngụ á, nhưng mà thời điểm này thì nó trơ lên luôn. Như cô chú thấy thì ở trước một cái cây mẫn cầu có một cái tấm bảng là xin cầu cứu, hết nước, cảm ơn. Và đây là cây mẫn cầu đã khô và trái nó không lớn nổi luôn nè. Ở phía sau là một cái bình nước. Và đây là cái điểm cấp nước mà tâm nghe đâu là có chú nói hai ngày nay đã không còn một miếng nước nào để cho bà con luôn. Thì bà con đành phải dán cái bảng như thế này để xin cầu nước. Phải nói là cực kỳ mà khổ sở trong thời điểm này. Trước mặt của cô chú là những cái hồ bằng xi măng. Tâm thấy có nhiều hồ lắm.
6 đến 7 hồ luôn. Mỗi một hồ như thế này là 2-3 khối. Cái hồ này được 3 khối không anh trai? 2 khối. 2 khối ha. Nước này rất là trong luôn nè. Nước ngọt, nước cái nơi này để tập kết những cái nước cho bà con tới đây để lấy. Sớm giờ lấy mấy... lấy được bao nhiêu lít nước rồi anh? Đi được 2 chiến rồi. 2 chiến là ta là 8 can ha. 8 can à. Can 30 lít. Can 30 lít à. Vậy là cái này là em thấy mình lấy bao nhiêu cũng được hả anh? Kiểu như đủ xài đúng không? Ừ. Vậy cái chiến này là chiến thứ 3 hả? Đúng rồi. Dạ. Gia đình mình đông không anh? 4 người. 4 người mà xài một ngày cỡ mấy can này mới đủ? Không để ý nữa. Tại ở không à, chở chứ thường ngày đi làm đâu có chở được. Dạ. Mai mấy ngày đi lễ. Dạ. Thường ngày là mình ở đây mình làm gì anh? Em thấy ở đây làm công nhân không à. À. Dạ. Vậy là bữa nay là bắt đầu nghỉ lễ luôn ha. Đúng rồi, nghỉ lễ mấy hôm ha. Nghỉ lễ mình phụ giúp gia đình mình à. Cái nước. Cái nước. Bây giờ là cho nghỉ lễ được mấy ngày anh? 5 ngày. Nghỉ lễ được 5 ngày. Vậy là hết ngày 1 tháng 5 là bắt đầu đi làm lại. Đúng rồi, hai tay bắt đầu đi làm. Dạ. Tính ra xe chở được 4 can này cũng hay chứ. Chở nhiều cái mình thấy thường mà chở. Ở đây là cái nguồn nước nè. Là mỗi một cái hồ gì là 2 khối nước. Hồ ưu tiên. Ồ, ở đây có ghi cái dòng chữ nè, hồ ưu tiên công nhân. Chân thành cảm ơn. À, anh trai. Hình như em đoán là cái hồ những cái hồ này dành cho những người công nhân mình đi làm về trễ mình lấy đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. À, hồ ưu tiên. Hồ ưu tiên công nhân trong đó kìa, ghi cái chữ rất là rõ ràng luôn. Chân thành cảm ơn. Đó. Tại vì á là anh chị công nhân á thường đi làm rất là sớm mà về rất là trễ, nếu như không có những cái hồ này thì buổi chiều về rồi không có nước rồi coi như là xong luôn. Bây giờ là anh xong luôn rồi, có quay lại nữa không ạ? Có. Còn ráng mình chở trên đài rồi để mình ba can sau, can trước. Lên được không? Hay là để em khiêng lên cho? Thôi được, quen gì hết. Wow, quá gọn gàng. Anh trai đây là cũng là một trong những công nhân ở cái khu vực của Tân Tập Long An này. Đó, thì đây là những cái hồ mà em thấy để mình đếm 2, 4, 6, 7 hồ. Ở trong đó một hồ nữa là 8 hồ. Thì những cái hồ này là ưu tiên dành cho công nhân và đi làm về trễ để có thể có nguồn nước lấy. Còn nếu không để cái dòng chữ này thì bà con lại lấy hết. Thì giấc chiều các anh chị công nhân về thì phải cực, rất là cực đi xa lấy nước nữa. Đây là một cái hồ mà bữa hổm là Tâm có quay của chú. Nó vẫn còn nước. Ở phía đó còn nha. Ngay gốc dừa còn khá là nhiều nước nhưng mà bữa nay là hầu như nó đã khô luôn rồi. Bây giờ thì Tâm cùng đi xuống dưới đây để cho cả nhà cùng xem. Thì nó chỉ có một tuần thôi chứ không có lâu. Còn đất thì cái vết nứt là nó càng ngày càng to ra. Bữa hổm thì vết nứt nó đâu tới có cỡ này gì, bữa hổm là phân nửa thôi nhưng mà bữa nay nó đã bung to ra nữa, mới có một tuần lễ thôi. Còn đây là cái chỗ của anh Khánh ngồi. Bữa hổm là chỗ này nước nhiều lắm Khánh. Đúng rồi, bữa hổm là nước rồi cũng lên lâm lâm trên này. Ừ. Bây giờ ô cá chết rồi. Ô cá chết luôn rồi. Ừ. Này cô chú, cá chết nè. Bữa hổm là chỗ này còn nước nhiều lắm nha. Bây giờ là còn có chút xíu này. Còn bữa nay thì chỉ có một tuần thôi mà nó đã khô cằn. Những con cá tội nghiệp ở trong đây thì nó phải lên đường luôn. Người ta thấy ở đây là cá sặc với cá rô cũng khá là nhiều.
ở phía đây á, thì cái ủng này chút xíu đây á, vẫn còn một chút xíu nước cô chú. Có ông chú ông đang bắt cái đây nè. Có cá không chú? Con nghĩ là nắng quá chắc nó cũng xỉu luôn rồi ha. Quá nắng rồi chú không lấy áo mặc vô chú. Quá trời cái lưng ổng rồi, cái lưng ổng đỏ luôn rồi kìa. Mới đi. Nãy giờ được con nào chưa chú? Mấy cái rô đó. Cái rô đồng ha. Mấy con cá bị nắng nóng. Bây giờ cái ao này là chỉ còn một cái dũng này duy nhất, là cái chỗ chú là bắt cá là còn duy nhất đúng không chú? Ồ, nhiều lắm, nhiều chỗ. Dạ nhưng mà ý là trong cái ao này á là nó chỉ gom lại một cái chỗ này thôi à. Dạ. Con thấy cái khúc cái ổng bên kia là cá nó đi đời hết rồi. Dạ. Ồ bên đó có con cá lóc kìa. Cá lóc bự kìa mà nó mấy cá lóc bự nó nằm khô bên đó luôn rồi kìa. Nãy giờ chú có bắt được con cá lóc nào to như con cá mà bị chết đâu chú? Trời ơi, đó chú mới bắt được con cá rô kìa. Cái rô này về làm món gì chú? Khó khớm à? Kho tiêu đồ ha. Kho tiêu. Canh chua đồ hả? Kho tiêu, kho khóm, canh chua đồ, cá rô đồng thì đúng bài luôn à. Nhà mình ở đây luôn hả chú? Đằng kia con này già nữa biết em. Dạ. Mấy bữa gà chú có lấy nước xài không? Trời ơi, dành giật thôi, không bắt cỡ, không thèm. Dành giật nè chú. Ờ, dành giật quá. Lấy nước. Mình xài bằng cái gì? Nước mình hổm cái còn hồi mấy đó à, mình có gì có hai vợ chồng mà mình đâu có xài nhiều. Dạ. À, vậy là có chứa lại ha, chứa lại đó. Ồ dành lóc chỉ cuộc làm để cho người ta không có nhiều làm. Sao con thấy nước chở vô cũng nhiều lắm mà phải dành giật luôn hả? Trời ơi, người đi hai ba hộ người không có, tức là không đồng đều ha. Không lấy vậy thôi. Tôi có cho tôi được cái thùng cái loại thùng cổng cao đó. Dạ. Để tôi lại tôi đứng tôi coi để cho ăn thùng. Dạ. Chung là mình vẫn còn dự trữ được hả chú? Ừ. Con nghĩ tôi còn được một kiểu nước mưa. Dạ con nghĩ cũng trời cũng sắp mưa rồi chú. Trời. Sắp rồi. Dạ. Sắp mưa tới giờ. Dạ sắp mưa tới. Mấy ngày có nhiều chỗ nó có mưa rồi đó chú. Có chứ. Dạ. Ở đây mưa lắc lắc. Vậy là có những hạt mưa lắc rắc rồi ha. Mà chưa ướt đường. Không mà cơn mưa mà cháy người đại hồ là bà con mình mừng vui hết cỡ luôn á. Trời ơi. Chịu bò hàng hà luôn mà lấy chất mùa trưa bơm vô ào ào của chiếc xe xuống 50 phút. Xe dạ. Được bánh á. Dạ. Trời đất ơi làm răng răng răng. Ra làm răng răng luôn hả? Mình không có bộ tua này chứ người không có bộ tua này đâu mà người bó tay. Dạ. Làm đâu kịp đâu. Không chia sớt cho người ta. Nó bị hỏng mà nó lo mạnh ai nó lo chở rồi mình sớt cho mình. Dạ. Rồi cứ thấy vậy thôi cứ về. Dạ. Dạ con cảm ơn chú chia sẻ à. Chú và gia đình nhiều sức khỏe à. Con cảm ơn chú nha. Tàn ơ áo bọng gì. Đúng rồi. Cái đất này rồi lát gì giặt bộ đồ là sao giặt nổi. À, thiếu nước nữa chứ. Trời ơi, nước chết luôn à. Đúng là dân nhà tôi còn ao nước ở ao đó mà điều cũng nó hạn quá. Dạ. Dạ. Người ta cũng tính thà chịu nắng đỡ mà đỡ xài nước nhiều á. Chi nước đầu tắm. Dạ. Hết nước rồi. Hết dạ. Mấy bữa nay. Ủa là em thấy là nước á, là chạy vô xe liên tục luôn mà tại sao thùng này không có ta? Đúng rồi, xe thì chạy vô nhiều lắm mà chạy dắt vô khúc trong không à, đâu không có đổ ngoài đây. Vậy là bên trong đó là thiếu hơn hay sao cô? Không, tại vì á, do cái người dắt. À, cái người dẫn đi. Dắt đổ, đúng rồi. Chứ chỗ nào người ta cũng thiếu hết á. Dạ. Nó nguyên một cái đường nước mà. Nhưng mà tại vì... dắt vô trong không à? Là đã mấy ngày rồi là mình không có nước trong cái thùng này rồi giờ chị. Lâu lâu á cái thấy xe cái mình xin cái người ta
có nhầm xe nó cho, nhầm xe nó không có cho. Dạ. Vậy cái có thì đổ vô rồi bà con ta xả. Đã 2-3 ngày gì chưa chị? Đúng rồi, 2 ngày nay. Dạ. Là mình qua phải... nay là không có giọt nước nào. Dạ. Mình phải ghi cái bảng xin nước cầu cứu vậy đó ha. Ở trong nhà này á, thì có nước xài, tại vì hổm có mua xe, cái mình xài nhín, hổm mua cũng mấy xe á, cả triệu bạc á, 900 ngàn á, là được 4 hồ, giờ để dành xài thôi à. Còn cái thùng này chỉ mình xin cho mấy công nhân giáp chiều, người ta làm về người ta xách á, hiểu người ta... rồi, cũng như người ta đi về không kịp, đúng cái rồi. Tối người ta có người ta xài. Đúng rồi, nhưng mà ở đây không, người ta không có cho, người giống như... Nói chung là ở trong xã người ta dắt vô tuốt trọng cái điểm ngay cái công an viên thôi. Dạ. Với tuốt ở trên ông ấp. Dạ. Còn ở khúc này thì mình xin được xe nào thì người ta cho xe đó thôi. Như là của chị riêng gia đình của mình á là... Đúng rồi, cái thùng này thì hồi đó xin của mấy mạnh thường quân nước ngoài về bỏ đây đặng có nước đổ vô cho bà con người ta xài. Còn nhưng mà xin ít khi nào cho lắm, xe chạy ngang toàn là dắt vô điểm không à. Ví dụ như thấy thùng không thì mình cho từ thiện thì cho ở đâu cũng đi cũng vậy đúng không? Dạ. Nhưng mà người ta không có nghĩ như mình. Chung là người ta đem lại chỗ tập kết. Đúng rồi, cái chỗ nào người ta chuyên ha. Đổ trong đó. Dạ. Có bữa đó là vô ha cả chục chiếc xe, nhưng mà mấy cái người mà vòng vòng sớm nói á là người ta mấy cái xe cái mạnh thường quân á, người ta kêu sách thêm đi để cho đổ cho nó hết xe cho người ta về. Dư, nói chung là dư nước nhưng mà không có chỗ chứa. Còn ngoài đây là lúc nào cũng thiếu hết. Vậy đó. Ồ, có một cái sự gọi là nó không được cái gì công bằng. Kiểu như trong kia dư luôn á mà ngoài đây là không có chỗ ta xài. Xe người ta đậu nhiều lắm chứ đâu phải thì luôn. Kiểu như mình xin gặp xe thì nó cho thì nó đậu ngay đây thì đổ vẫn được bình thường đâu. Dạ. Xe qua xe lại thì vẫn bình thường chứ đâu có kẹt xe gì đâu. Dạ. Nhưng mà trong xã người ta nói ha, người ta đổ qua đằng đó, để đằng đó một cái bình với mình thêm cái bình đây là người ta không có đổ, nói chung là đổ đằng đó. Nhưng mà ở bên đó cũng 2-3 ngày cũng không có nước nữa chứ không phải là ở đó mà đầy nước, ở đây không có nước. Không có. Ủa, lúc nào ta cũng không có đổ. Mình nói á, lâu lâu cái ở đó nó đổ xe. Dạ. Yeah. Xe bản số đỏ của quân đội. Của quân đội á, đổ là đổ đằng đó, còn ở đây là không bao giờ. Để là bên này là chỉ mình xin thôi. Dạ. Đúng rồi, mình xin ngay cái mạnh thường quân nào á, người ta lâu lâu cái có mạnh thường quân người ta đi ngang cái mình xin cái hên là người ta cho. Họ đứng lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói chung á, còn là đây là cái bình nước riêng là nó không có nước, còn ý là gia đình của mình á chị là mình sử dụng cái nguồn nước từ đâu mua, là cũng hồi hổm mình có mua mấy xe á. Dạ, mua mình... 4 khối là 450. Dạ. Mua hai xe 4 thì mình xài nhín á. Dạ. Cái này vẫn còn. Dạ. Còn nước ở ngoài đây là mình chỉ xin cho mấy người công nhân người ta về giúp chiều người ta xách thôi. Dạ. Chứ mình cũng không có, lâu lâu mình ra mình múc một xô mình vô mình nấu ăn cái bên thì nó cái đó là có. Dạ. Nhưng mà cái xài thì mình có duyên nước của mình. Dạ. Cái là chỉ xin cho bà con người ta thôi. Em hiểu rồi. Là cô là xin cho những người công nhân đi đúng làm rồi về tối á. Ừ. Đúng rồi. Ra đây là nó gần nữa xài. Ừ. Còn riêng gia đình của chị là chị mua để dự trữ đúng rồi. Đúng rồi. Tại mua trước đó, trước, dạ, trước mà mạnh thường quân nữa. Dạ. Cho nên mình xài cũng nhanh nhanh. Sẵn à, dạ. Đúng rồi. Nói chung đây cũng là một cái tấm lòng của chị. Ừ. À, muốn chia sẻ với chị bà sẽ con làm tới rồi, chiều tối. Điện thoại qua mấy bà dì ở nước ngoài á. Dạ. Rồi xin kêu bà dì á, bà xin vòng vòng ở bển á. Mạnh thường quân ở bển á, góp lại mua cái bồn cho đó chứ ở nhà này thì không có. Nhưng mà mình chỉ có kêu gọi thôi. Vậy là cái bồn này là cũng của Mạnh Thường Quân mua? Đúng. Mạnh Thường Quân ở Úc á. Dạ, Mạnh Thường Quân ở Úc. Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều ha. Bà con coi nè. Nhìn đây là một cái bồn 2 ngày trời không có nước. Mà cũng là cái bồn của chị. Là quyên góp của những Mạnh Thường Quân ở bên Úc. Để mà để cái bồn này ở đây. Nhưng mà cái bồn này... 2 ngày dạ.
Nhưng mà cái bồn này là bây giờ là nó đã 2-3 ngày rồi không có nước luôn. Mà phải viết cái bản xin cầu cứu hết nước cảm ơn, nhưng mà vẫn không có một giọt nào trong đây. Và cái điều đặc biệt là Tâm luôn thấy xe chạy qua chạy lại con đường này chở nước rất là nhiều nha. Thì đằng đó kìa, một chiếc xe đã dừng lại. Đó, một chiếc xe đã dừng lại thì cấp nước cho khu vực đằng kia. Nhưng mà không hiểu tại sao ở đây lại không đậu xe được hay sao, chúng mình không hiểu. Nhưng mà vẫn không có nước. Như cô chú thấy thì hai chú trâu nè, hai chú trâu với lại một chú ngé ở dưới cái ao này. Nhưng mà hiện tại thì cái ao trơ đáy luôn, không có một miếng nước luôn cô chú. Cho dù có nước đi chăng nữa thì nước này nó rất là mặn luôn nha. Nếu như trâu mà nó uống nước mặn vô là nó sẽ bị tiêu chảy, hoặc chăng thì nó cũng sẽ gán uống. Nè, ảnh vô trong cái bóng mát, ảnh ngồi bên đó có hai chú đang nằm. Thì cái hồ này là hồ của nó, nhưng mà hiện tại thì không còn nước vọng gì hết trơn. Ngoài đó thì khô trắng luôn ha. Phía bên kia thì có một miếng nước mà Tâm thấy là bên đó là nước mặn. Nước mặn nha, nước bị nhiễm mặn cực kỳ luôn. Ở đây thì bà con người ta thường á, ở khu vực Tân Tập Long An á, thì người ta sẽ kiểu như là xây những cái hồ chứa nước á, một cái khoảng 2-3 khối để người ta dự trữ nước mưa vào những cái mùa hạn này á. Nhưng mà do năm nay hạn quá lâu rồi, thành ra nước xài cũng hết luôn. Ở đây, ở đó như có mấy cái trái bình bát phải không anh? Nó cũng rụng hết trơn trái, nắng quá nó chịu không nổi. Nhưng mà bình bát thì nó sống dai lắm nha. Thì tình hình ở cái khu vực Tân Tập thì sớm giờ thì Tâm cũng đã gửi những thông tin cũng như là tình hình hạn hán, mà chưa có những cơn mưa nào ở khu vực này. Bây giờ thì mình cũng xin khép lại cái clip ở đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi Đức Con Đồng Tháp. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong tập tiếp theo nha.